À, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với cái thể dạng 3D thứ hai ở trong cái effect đó. Vừa rồi là chúng ta làm quen với cái thứ gọi là extrude and bevel, thì nó sẽ tạo ra một cái độ hút sâu về phía không gian phía sau để tạo nên cái khối 3D. Thế còn là dạng thứ hai 3D mà Illustrator cung cấp cho chúng ta là nó xoay cái đối tượng của chúng ta quanh một trục trong không gian để nó tạo ra một cái khối 3D theo dạng trụ hoặc là khối cầu. Đây, các bạn quan sát, tôi sẽ vẽ ra một cái hình bất kỳ nào đó, ví dụ như là chúng ta làm một cái bình đi. Đó, thì tôi sẽ vẽ một nửa cái bình thôi, một cạnh của nó thôi, ví dụ. Tôi chỉ cần vẽ một đường như này thôi. Sau đó thì tôi sẽ chọn nó và chúng ta sẽ vào menu effect. Thay vì vào 3D extrude and bevel, chúng ta sẽ vào revolve. Hộp thoại mở ra, chúng ta sẽ tích vào preview để quan sát. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đối tượng 3D có cái tính chất là khối trụ như thế này. Cái lý giải là tại sao nó lại tạo ra cho chúng ta được cái này thì nó sẽ chọn cái đối tượng mà chúng ta vừa mới vẽ, sau đó thì nó sẽ dùng một cạnh của cái hình vừa mới vẽ đó làm trục và nó sẽ quay trong không gian 360 độ để tự cái hình đó nó sẽ vẽ thành cái khối 3D ở trong không gian. Thế thì khi mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta lưu ý là cái màu đường viền nó là cái gì thì nó sẽ đưa cái màu đó vào trong cái khối mà chúng ta đạt được. Đấy. Bề mặt có quan trọng hay không? Ví dụ tôi chọn thì lúc này các bạn sẽ thấy nó lẫn vào như thế này. Cho nên là hoặc là các bạn bỏ cái bề mặt đi, hoặc các bạn vẽ xong rồi các bạn điều chỉnh cho tôi cái đường đó trở thành một cái độ dày giống như là đối tượng. Cái này nó hay ở cái chỗ là gì, tôi vẽ xong tôi vẫn có thể điều chỉnh được cái đối tượng. Đây, các bạn quan sát, chọn cái đối tượng thì chúng ta sẽ nhìn thấy đối tượng gốc bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection, bấm vào những cái điểm điều khiển mà chúng ta có ở trên cái đối tượng này. Bằng cách này thì chúng ta có thể điều chỉnh hình dáng cho cái đối tượng. Chúng ta điều chỉnh đến đâu thì cái đối tượng nó sẽ chạy theo đèn đó. Cái khối 3D nó sẽ thay đổi theo đèn đó. Đây là kết quả. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem sâu hơn vào những cái can thiệp. Cũng theo quy tắc cũ, chọn đối tượng, sau đó chúng ta vào Appearance này, bấm vào hiệu ứng. Hộp thoại mở ra, chúng ta xem xét nó khác cái gì so với lại cái extrude vừa rồi. Phần trên này thì giống hệt nhau, không có gì phải nói cả, nó chỉ là cái góc quan sát của đối tượng. Nhưng khuyến cáo là cái khối extrude thì các bạn có thể dùng perspective. Tuy nhiên cái khối theo dạng revolve này thì khuyến cáo các bạn là không nên xài cái thằng perspective này. Tại vì perspective này khi mà chúng ta dùng ấy thì nó sẽ làm méo hình trông rất rất xấu. Nó không được đẹp giống như là cái khối hộp đâu. Khối hộp thì cái perspective nó sẽ cho chúng ta những góc độ nhìn trông nó sẽ rất là thú vị, nó gây ấn tượng mạnh. Nhưng mà riêng về cái khối này thì lại khuyến cáo các bạn không nên xài cái này. Vấn đề thứ hai là phần revolve. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái mô hình là quay 360 độ. Nếu mà không quay đủ 360 độ thì chúng ta có cái gì? Ví dụ tôi để 270 độ thôi.
thì tôi có cái gì? Tôi sẽ có một cái bổ cắt như thế này. Nó không kín hoàn toàn để tạo ra một cái lọ, một cái bình mà giống như một cái nhát cắt cho chúng ta thấy cả trong cả ngoài. Đấy, bao nhiêu độ thì nó sẽ diễn tả bấy nhiêu độ. Ví dụ 180 thôi, tôi sẽ có một cái bình của tôi. Thế vấn đề thứ hai, cái kép này chúng ta bật nó lên hay tắt nó đi thì có tác động gì tới cái khối của chúng ta hay không? Bật cái này hay bật cái này? Không tác động gì đến cả. Nó hơi khác so với cái khối SQ. SQ thì cái này nó sẽ giấu cái bề mặt chính đi và nó sẽ cho chúng ta thấy cái khối rỗng. Tuy nhiên là cái khối dạng revolve này thì tắt hay bật cái này không tác động tới đối tượng. Vấn đề thứ ba là cái phần offset. Đây là cái đối tượng được tạo ra sau khi chúng ta cho nó tự quay quanh trục của nó 360 độ. Tuy nhiên cái offset này nếu mà chúng ta ra giảm thì nó sẽ dẫn tới vấn đề gì? Đối tượng này của chúng ta nó sẽ được đẩy lui ra khỏi trục quay hoặc tiến ngược lại sâu vào trong trục quay bao nhiêu đó. Ví dụ đây này, các bạn nhìn này. Tôi tăng lên này. Ấn preview. Tôi sẽ có một cái hình, nói chung là tương đối mập. Đấy. Cái dáng cái vai của cái này thì không thay đổi. Đó. Cái vai của cái khối này nó không thay đổi, nhưng do tôi gia giảm cái offset này cho nên là nó sẽ không quay ngay tại cái biên cái cạnh của cái đối tượng này để làm trục nữa, mà nó lại lui ra ngoài và nó quay theo cái trục mới. Do đó thì chúng ta sẽ có một cái hình cái vai thì vẫn thế nhưng tổng thể thì nó bị rộng hơn, bị mập hơn. Đấy. Chúng ta có thể làm vẫn cái dáng vai như thế nhưng mà sẽ có những cái biến thể là thân nó mập hơn so với trước. Một vấn đề nữa là gì? Là left edge hoặc là right. Ở đây khi tôi vẽ ra cái hình này thì nó lấy cái cạnh bên trái của cái hình này làm trục quay để nó quay, thì chúng ta sẽ có cái bình như chúng ta vẫn đang nhìn thấy. Tuy nhiên nếu mà tôi chọn right thì sao? Thì nó sẽ làm theo chiều ngược lại. Có nghĩa là nó lấy cái trục bên phải này làm tâm quay, trục quay. Và do đó chúng ta sẽ có một cái hình như thế này chứ không phải ra cái bình cái lọ như vừa nãy nữa. Đấy thì các bạn để ý về cái vấn đề là quay bên trục trái hay quay bên trục phải, nó sẽ cho ra hai cái là âm dương với nhau đấy. Thế còn cái phần surface này thì nó cũng cung cấp cho chúng ta bốn cái thứ giống như là ở SQ, gồm có wireframe thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khung no shading, chúng ta chỉ nhìn thấy một cái hình như này mà không phân biệt trước sau hình khối gì cả. Diffuse shading bắt đầu ra hình khối có sáng có tối. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta chọn plastic shading thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy cái này rõ hơn. Bề mặt cong thì cái plastic shading này nó mới tạo ra cái phản quang mạnh ở những cái điểm cái vai bình, tức là những cái chỗ mà nó cong nhiều thì nó sẽ bắt ánh sáng và nó phản quang mạnh hơn. Thế thì đến đây thì chúng ta cũng thấy là có vẻ cũng giống giống như cái kia, đúng không? Thế còn map art có làm được không? Map art có làm được. Đây tôi bấm vào Map App, nó cũng mở ra cái bảng thoại cũng tương tự như là gì đấy ạ, như là cái hộp thoại vừa chúng ta đã dùng ở trong Xtreme. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là cái số bề mặt của nó thì phức tạp hơn tương đối nhiều so với lại cái khối Xtreme. Xtreme thì khối của chúng ta là khối hộp cho nên là nó ít mặt thôi, nhưng một cái đường cong như thế này tuy rằng là cũng không phức tạp lắm nhưng mà rõ ràng nó tạo ra nhiều mặt phẳng nhỏ hơn. Và bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ chuyển cho tới khi nào chúng ta tìm thấy được cái khối, cái bề mặt mà chúng ta cần, lúc đó thì chúng ta mới đưa cái
cái đối tượng Simon vào đây để làm thành cái hình minh họa ốp lên cái bề mặt mà chúng ta cần. Thế còn trong cái trường hợp là share road này, thì đây các bạn nhìn, nếu như bây giờ tôi đặt cái này lên trên cái phạm vi mà có cái gì nhỉ, có cái bóng sáng đó, thì bình thường ra nó đặt lên là nó che mất cái phần sáng đó, nó sẽ không còn cái độ bóng, nó không còn có độ phản quang nữa. Nhưng nếu mà tôi đánh dấu vào cái share arrow này thì cái phần ánh sáng đó nó cũng được dán lên trên cái đối tượng Simon mà tôi đặt vào, và do đó nó cũng tạo ra cái độ căng ở cái vị trí mà tôi đặt ra cái Simon vào đó. Thế còn invisible thì cũng thế thôi, nếu mà tôi đánh dấu vào đây thì cái hình khung này sẽ bị mất đi, tôi chỉ còn lại cái Simon được đặt vào đúng vị trí đó, nó căng, nó cong theo đúng cái khối như thế. Yep, ok, thì đến đây chúng ta đã thấy được cái hình khối nó như thế này. Thế còn trong trường hợp khác nữa thì chúng ta còn có một cái nút bấm ngoài cái map app này, thì chúng ta còn có một cái nó gọi là more option. Mở cái more option này ra thì nó cung cấp cho chúng ta cái gì? Nó cung cấp cho chúng ta thêm về cái vấn đề là cái nguồn sáng ở trong cái không gian 3 chiều này. Cái này thì áp dụng chung cho cả hai, cả cái Xtreme lẫn cái Revolve đều có thể gọi cái này lên. Bình thường ra thì nó chỉ cung cấp cho chúng ta một nguồn sáng thôi. Các bạn có thể quan sát trên cái mô hình này để nhìn thấy là cái ánh sáng nó sẽ chiếu ở góc độ là phía trước ra phía sau, phía trên xuống phía dưới đó, và hơi nghiêng từ phía phải sang phía trái. Đấy là cái mô hình chiếu sáng mà nó đặt mặc định cho chúng ta. Tuy nhiên nếu các bạn thích thì các bạn có thể dịch chuyển cái vị trí nguồn sáng này bằng cách là ở trong cái khu vực mô hình này, các bạn bấm vào cái biểu tượng của cái đèn và các bạn dịch nó sang vị trí khác. Và bằng cách dịch như thế này thì chúng ta sẽ làm cho cái khối hình của chúng ta nó sẽ được chiếu sáng ở một vị trí khác, ở một cái tầm khác. Ngoài cái việc là dịch chuyển cái vị trí thì các bạn còn có thể là làm một số các cái hiệu ứng khác, hay là điều chỉnh một số tham số khác. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy có một loạt các tham số cung cấp để các bạn có thể điều chỉnh về cái nguồn sáng của mình. Light intensity, cái mật độ như thế nào này, rồi ambient này, light này, cái độ rộng của cái nguồn sáng nó chiếu như thế nào này. Thì mọi thứ nó tương đối là trực quan. Các bạn chỉ cần là thay đổi cái tham số này thì lập tức các bạn sẽ thấy là cái nguồn sáng nó tác động vào cái khối hình mà chúng ta đang quan sát như thế nào. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể làm thay đổi cái nhận thức về ánh sáng ở trên khối hình. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm một vài cái tùy chọn đây. Ví dụ như là các bạn bấm vào cái biểu tượng này, cái mũi tên này, thì Move Selected Light to Back Object, thì nó sẽ lại đuổi ngược cái chiều ánh sáng đi. Tức là ánh sáng trước là đặt ở phía trước chiếu, thì bây giờ nó đuổi ở phía sau của đối tượng. Đấy, bấm lại một lần nữa thì nó lại giả lại ánh sáng chạy về phía trước. Thế còn cái trang giấy trắng này là New Light, các bạn có thể bổ sung thêm các nguồn chiếu sáng khác chứ không phải một nguồn sáng duy nhất. Bằng cách bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra thêm một cái nguồn sáng mới. Và khi có nguồn sáng mới này thì các bạn có thể đặt nó ở các vị trí khác, rồi ra giảm các cái độ mạnh yếu của cái nguồn sáng này, giúp cho cái hình khối của chúng ta nó sẽ đa dạng hơn về nguồn sáng cũng như cái bề mặt phản quang. Với cách làm như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái khối hình nó trông nó sẽ, nếu mà bố trí đèn hợp lý, nó sẽ làm nổi, nó sẽ làm căng cái khối lên nhiều hơn. Và như vậy là chúng ta dễ dàng chúng ta sẽ tạo ra được cái khối hình theo ý của chúng ta. Ứng dụng thì ứng dụng trong những trường hợp như thế nào? Đấy, tạo dáng chai, lọ, bình, đĩa, bát, nói tóm lại là những cái gì mà nó thuộc về cái dạng gọi là có tính chất trụ. Đấy, ví dụ trong ngành gốm đúng không, hay là vật liệu xây dựng, hay là mộc chẳng hạn, thì các bạn có thể là tìm hiểu trước về cái khối hình mà mình sẽ tiện ra, hoặc là đúc ra, hoặc là làm ra. Đấy,
dáng bát, dáng đĩa, dáng bình, dáng lọ, con tiện, lan can, cầu thang, vân vân. Tất cả những cái thứ đó các bạn có thể là tìm hiểu hình hài trước khi mà các bạn bắt tay vào làm và điều chỉnh làm sao cho nó ra được cái phát thảo cho đúng cái ý tưởng của mình, cho đúng cái sự tìm tòi của mình trước khi mà đưa vào làm khuôn mẫu để sản xuất hàng loạt. Thì nó rất là tiện. Còn đây, nếu mà xem kỹ nữa thì chúng ta sẽ nói thêm một vài vấn đề như thế này. Ví dụ làm một, quan sát lại nhé, bây giờ chúng ta làm một cái bình khác. Ok. Bây giờ tôi cho nó thành 3D effect, 3D reverb. Ok. Vậy là tôi có cái bình đó. Bây giờ chúng ta điều chỉnh lại cái này một tí để cho nó có một cái miệng nó rộng hơn đi. Đây, bây giờ chúng ta quan sát nha. Thực ra thì cái này nếu mà chúng ta làm ra nó có thực sự là rỗng giống như là chúng ta nghĩ hay không? Đôi lúc nó sẽ không hẳn như thế đâu, nó sẽ có một cái độ chéo vát, lòng của nó tương đối đặc. Đấy, nếu mà chúng ta muốn làm cho nó thực sự là nó có cái tính chất rỗng như thế thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Các bạn chọn cái đối tượng, sau đó thì các bạn vào trong phần này cho tôi, Object này, Path này, các bạn chọn cho tôi cái lệnh là Outline Stroke, biến cái đường mà các bạn vừa mới vẽ. Thành ra là cái hình đi, ví dụ này, object này, path này, outline stroke. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ có một cái bề mặt dày như thế này. Đấy, thì đến lúc mà các bạn làm thành cái khối 3D thì nó sẽ đảm bảo rằng là nó cái vai bình nó như thế nào thì cái ruột của nó ở trong nó cũng rỗng đúng như thế. Còn nếu không ấy thì nó sẽ thường là nó sẽ bị cái tình trạng gọi là trông ở ngoài thì khối như thế nhưng thực ra cái lòng của nó thì không được rộng như thế này, nó sẽ có một cái độ vát vào cái tâm ở phía trong này, tức là cái có một khoảng tương đối đặc. Đấy. Thay màu rất dễ đúng không? Thay bất cứ màu gì thì nó sẽ ra được cái màu đó. Các bạn thích màu như thế nào các bạn có thể thay màu đó. Các bạn có thể ép các cái symbol bất kỳ vào cũng giống như là chúng ta vẫn ép symbol. Tuy nhiên là ở đây thì các bạn cũng sẽ thấy luôn là nếu như mà symbol được cung cấp sẵn thì nó rất là ít. Đấy, cực kỳ ít luôn. Cho nên chúng ta có thể tự tạo ra các symbol hoặc chúng ta sẽ lấy các symbol ở trong cái thư viện. Thế thì tự tạo thì là tạo
Như là tôi đã giới thiệu ở cái phần phần extrude rồi nhé, tức là vẽ bất cứ cái gì sau đó thì ép nó vào trong cái thư viện Seaborn để tạo thành Seaborn mới. Thế còn đưa thêm các Seaborn thì chúng ta làm thế nào, chúng ta gọi ở đâu, chúng ta lấy ở đâu ra, thì các bạn để ý xuống dưới góc dưới của cái cửa sổ Seaborn này thì nó có một cái nút nó gọi là Seaborn Library Menu. Bấm vào đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta một thư viện cực kỳ nhiều các cái nhóm Seaborn khác nhau, các chủ đề Seaborn khác nhau, và bằng cách là bấm vào một cái nào đó chúng ta sẽ gọi ra được một cái thư viện Seaborn. Ví dụ như là bây giờ tôi muốn đưa một cái hoa vào đây đúng không, flower, tôi chọn flower chẳng hạn, nó sẽ mở ra cho tôi một cái thư viện Seaborn ở đây, chẳng hạn như là tôi muốn đưa một cái Seaborn mới vào đây chẳng hạn, tôi bấm vào đây thì lúc đó cái Seaborn mới chọn nó sẽ được đưa vào cái thư viện mẫu chính này, và sau đó thì tôi mới lấy các Seaborn từ đây tôi đưa vào trong cái khối 3D này. Đấy, ví dụ chúng ta có thể đưa vào. Thế bây giờ có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ như này nhé. Tôi có thể vẽ ra một cái khối, ví dụ như cái bát hoặc một cái đĩa, tôi cũng có thể vẽ ra một cái khối khác là làm giống như là một cái quả gì đó. Đây ví dụ làm thôi hai thứ luôn. Đó. Đầu tiên tôi làm một cái bát hoặc một cái đĩa này. Ok, bát. Object outline stroke xong effect 3D reward. Ok, đây bác có rồi. Bây giờ tôi làm thêm một cái hình gì nữa, ví dụ lỗi rồi. Tôi cho đây là một quả gì đẹp đi. Bây giờ một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đặt cái này vào trong lọc?
chúng ta lại gặp lại cái bài toán về mặt tần thứ của các đối tượng. 2D chúng ta đã giải quyết rồi, đúng không? Bây giờ giả lập 3D thì chúng ta lại gặp lại cái vấn đề đó. Đặt một cách lơ lơ lửng lửng ở đây thì chúng ta bảo là có vẻ như là nó đang nằm trong lòng. Nhưng nếu mà tôi muốn hạ nó xuống cho nó nằm ở trong lòng cái bát thật sự thì lại không làm được. Hoặc là nó sẽ chồm ra phía trước này, hoặc là nó làm sao đây ạ? Trốn ra phía sau. Đấy. Và chúng ta không làm sao đặt được cái này vào trong lòng của cái bát này. Bây giờ kiến thức chúng ta đã học rồi gồm những cái gì? Các bạn điểm thử lại xem có bằng cách nào đó để cho cái quả này nó chui vào trong lòng của cái bát được không? Đấy, chúng ta sẽ dùng cách nào để chúng ta cho nó chui vào trong một cái đối tượng cũng 3D như nó. Các bạn thử suy nghĩ xem là giải quyết bài toán này như thế nào. Đây, bây giờ chúng ta giải thích nhé. Theo tầng thứ thì bất kể là 2D hay 3D nó cũng vẫn có tầng thứ, cho nên sẽ có thằng nằm trước và thằng nằm sau. Thế muốn giả lập, muốn lừa mắt để cho người ta thấy rằng là cái này của chúng ta nó chui vào trong lòng cái kia thì chúng ta cần phải có một cái thao tác đánh lừa. Đó. Ví dụ bây giờ tôi nhân bạn ra thành vài quả đi. Ví dụ như này. Sau đấy thì chúng ta đặt nó thấp xuống, sâu xuống như nó đang nằm ở trong lòng cái bát, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái đối tượng dùng để làm cái mặt nạ. Thế thì bây giờ muốn cho nó đẹp, cho nó chuẩn thì chúng ta sẽ chọn cái này, chúng ta cố gắng vẽ cái mặt nạ làm sao cho nó khớp vào với cái thành bát. Thế và chúng ta sẽ chọn thế đấy ạ, các đối tượng bao gồm cái mặt nạ phía trên với lại các cái quả mà chúng ta muốn giấu. Sau đó thì chúng ta vào Object, vào Clipping Mesh, Mesh Control F, Control 7 thì nó sẽ giấu cái phần mà nằm bên ngoài mặt nạ đi, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chui tụt vào trong như thế này. Cách cắt thì không phải là không được, nhưng mà cắt thì nó có một cái dở là gì? Nếu như bây giờ tôi dịch sang vị trí khác hay là tôi có cái sự điều chỉnh thì sẽ rất khó. Nhưng nếu chúng ta đang để ở trong mặt nạ thì mọi chuyện lại có thể giải quyết được. Đấy, bằng cách là gì đây? Vào cái chế độ gì đấy ạ? Cô lập, đúng không? Tôi có thể chọn từng quả một, tôi di dịch vị trí nó sang chỗ nọ, sang chỗ kia. Mọi thứ đều có thể làm được. Đấy. Và đến lúc thoát ra thì nó vẫn cứ là nằm im vào trong cái bát này. Chứ còn nếu mà chúng ta giải quyết theo cái cách là cắt nó đi thì nó sẽ chỉ nằm chết tại một chỗ thôi, dịch ra khỏi cái vị trí đó một cái là lộ ngay. Đấy, cái mặt nạ thì nó sẽ linh động cho phép chúng ta là đẩy ra, đẩy vô, nhắc lên, nhắc xuống rất là thoải mái. Thì cái cách làm của chúng ta thì chúng ta sẽ dùng mặt nạ để làm. Còn cắt thì không phải là không được, nhưng mà nó không được thoải mái, nó không được điều chỉnh giống như là chúng ta sử dụng cái kỹ năng là che chắn bằng mặt nạ. Thế phần này thì thực ra còn nhiều cái, ví dụ như là chúng ta sẽ bây giờ tạm thời là như thế này đó. Tôi sẽ đưa thêm một vài cái ví dụ khác nữa để cho các bạn sẽ thấy rằng là cái 3D này nó có thể làm được tương đối nhiều thứ. Đây, có thể demo nhanh thử một cái ví dụ.